Sáng nay, hãng tin Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ nhà chức trách Trung Quốc cho biết đã tìm thấy hộp đen thứ hai của chiếc máy bay gặp nạn ở thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc hôm 21 tháng 3. Hộp đen thứ hai được tìm thấy ở một sườn núi và cách mặt đất khoảng 1,5 mét. Đây là hộp đen ghi lại các dữ liệu của chuyến bay, lưu giữ những thông tin quan trọng như đường bay, vận tốc, độ cao và công suất động cơ. Theo báo South China Morning Post, hộp đen thứ hai có thể giúp tiết lộ việc máy bay chở 132 người của hãng China Eastern Airlines rơi là do lỗi con người hay trục trặc máy móc. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ tình trạng của thiết bị này. Theo cơ quan cứu hỏa và cứu nạn tỉnh Quảng Tây, ngày 26 tháng 3, không có thành phần của chất nổ phô cơ hoặc hữu cơ thông thường nào được tìm thấy tại hiện trường nơi chiếc máy bay gặp nạn. Giới chức Trung Quốc đã xác nhận chính thức toàn bộ 132 người trên máy bay rơi đều thiệt mạng. Danh tính của 120 nạn nhân gồm 114 hành khách và 4 tổ phi hành đoàn đã được xác định thông qua ADN nhưng chưa công bố cụ thể. Rạng sáng nay đã xảy ra cháy tại một trung tâm thương mại ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, thiệt hại tài sản khoảng 5 tỷ đồng, may mắn không có ai thiệt mạng. Thông tin ban đầu khoảng 2 giờ 30 phút, một tiểu thương tại trung tâm thương mại thị trấn Cái Sầu thức dậy làm việc thì nghe có tiếng nổ lớn. Người này phát hiện cháy tại một cửa hàng cách đó 10 mét nên chi hô và điện thoại báo lực lượng chữa cháy. Lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy, đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 40 ký-ốt, gồm 30 ký-ốt khu Nguyễn Khoái và 10 ký-ốt khu Bách Hóa tổng hợp. Ước tính tài sản thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng, không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Châu Phú phối hợp các ngành chức năng điều tra làm rõ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.